Vậy là em trở thành người cá thực sự rồi nha, người cá thứ 1012 nha các bạn. Em đến từ đâu nè? Tại sao em muốn làm người cá? Em có thích động vật không? Nhà em có nuôi động vật không? Nhà em nuôi con gì? Chó. Con gì nữa không? Gà, mèo, gà, chó, ngọc. Rồi nhà em nuôi nhiều con vậy luôn đó hả? Trương thật là bất ngờ luôn á. Ồ, đúng là một người cá bảo vệ động vật thật rồi các bạn ơi.